Bạn không cần phải trả cái giá quá đắt cho việc kiếm tiền khi những đồng tiền của bạn kiếm được là chân chính. Cuộc sống có khó khăn đến đâu, nhưng chỉ cần ta sống lương thiện, ta sẽ đi đúng trên con đường tìm thấy hạnh phúc. Chúng ta không cần phải quá vội vã cho một cái kết đẹp như cha ông ta đời trước đã lấy máu thịt xây nên quê hương. Từ chiến tranh cho đến khi đất nước được giải phóng, đó là một hành trình dài đầy đau thương, mất mát nhưng cũng đắm bi hùng, như câu chuyện của những đóa hoa đồng lộc. Các chị là 10 bông hoa rực rỡ giữa chiến trường bom đạn, là 10 cảnh ngộ, là 10 hoàn cảnh gia đình khác nhau. Chỉ là cùng nhau đi chung trên một nẻo về, một nẻo về dẫn đến con đường độc lập, thống nhất, tự do, toàn vẹn cho lãnh thổ dân tộc. Một nẻo về dẫn đến truyền thống lịch sử cha ông, một nẻo về mang tên Tổ quốc. 10 đóa hoa ấy đã đi đến cuối con đường theo cách riêng của mình. Mãi mãi rực rỡ, mãi mãi tô đỏ cho màu cờ quê hương. Chính là những anh hùng đó con. Những anh hùng? Con tưởng chỉ có con trai mới được gọi là anh hùng thôi chứ. Tại vì họ chính là những đóa hoa bất tử. Những đóa hoa bất tử? Đúng vậy. Nhẹ máy bay để bay về bển nhanh chứ không bộ đội mình đánh chết sao, đúng không chị em? Đúng rồi. Ủa, tính ra tụi Mỹ cũng cực quá ha. Đúng vậy đó, em cũng mong là hả tụi nó đi về bển nhanh đi để mai này giải phóng hả em còn đi về quê dạy cho mấy đứa nhỏ biết đọc nè, biết viết nè. Trời ơi, tưởng tượng thôi á mà em thấy vui gì đâu á. Muốn làm cô giáo. Em nữa, em cũng muốn giải phóng nhanh. Vì sau này á, về làm cô giáo dạy tụi nhỏ chung với chị Hợi nha. Vậy thì á, chị cũng mong á, giải phóng nhanh nhanh để mai mốt Hợi với Rạng còn dạy chị viết chữ nữa. Dạ, cứ yên tâm, sau này á, mai mốt em với chị Hợi dạy chữ viết chữ nha. Còn chị Tần, sau này á, giải phóng chị muốn làm gì? Chị á hả? Sau này mà giải phóng xong chị sẽ về, chị chăm sóc mẹ với em của chị. Còn em, mai mốt giải phóng rồi ha, em về em sẽ lập gia đình, xong rồi lo cho chồng, cho con của em nữa. Trời ơi. Còn chị ha, chị ước là sau này mình phải giải phóng thiệt là nhanh, để ba con đỡ khổ ha mấy chị em. Em á, em cũng ước giống chị á. Đúng rồi. Dạ. À, còn chị Cúc, chị có ước mơ gì không? Đúng rồi, chị Cúc, ước mơ gì không? Chị á hả? Chị không có ước mơ gì chứ? Trời ơi! Ủa? Chứ mà ước mơ của chị Cúc á là sau này lên tâm hả? Đúng rồi đó. Không có nha, biết làm việc đi kìa.
tiếng hát ai gian đồng cây rừng. Phải chăng em cô gái mờ đêm? Một hai một hai một hai. Đứng lại. Một hai. Trời ơi, anh Tâm, anh Tâm kìa, chị Út, anh Tâm kìa. Về rồi, về rồi. Anh Tâm kìa, anh Tâm kìa. Ôi, ban bộ đội đẹp quá. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục dừng chân nghỉ ngơi tại đây để phát. Tối nay chúng ta sẽ tiếp tục dừng chân tại đây để tập trung chiến đấu vào ngày mai. Bọn Mỹ chắc chắn sẽ quay trở lại. Nghe rõ chưa? Rõ. Tất cả chú ý, đừng cho hàng ngũ kín cánh, không được gãy. Con gái đi ngang qua không được nhìn. Rõ chưa? Rõ. Kiến cắn thì phải gãi chứ mấy anh. Hiểu rồi. Tất cả chú ý, tiểu đội ta sẽ chia ra làm hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên xuống suối lấy nước và chuẩn bị thức ăn. Nhiệm vụ thứ hai dừng chạy. Tất cả rõ chưa? Rõ. Tất cả thực hiện nhiệm vụ. Các cô ơi. Dạ. Các cô cố gắng lên nha, chúng ta có nhiều tin mừng chiến thắng lắm đó. Dạ dạ. Dạ. Thôi tôi đi trước nha, các cô giữ gìn sức khỏe. Dạ. Anh ơi, kiến cắn thì phải ngại nha. Thôi, chị em mình làm việc đi, sắp xong rồi kìa. Tối nay còn kịp giờ cho đoàn xe đi qua nữa. Bye bye đi đến, bye bye đi đến. Mỹ tới, Mỹ tới, đi tới. Có thằng nào nè, có lần. Tâm à, Cúc. Anh đi qua đây có chi không? Anh qua kiếm Cúc. Để làm chi? Anh định qua hỏi mượn kim chỉ để giá cái vai áo của anh. Vai áo gách to không? Em coi coi. Có xíu à. Nè. Thôi đưa đây, giá giùm cho. Em giá giúp anh hả? Mấy cái này á, tụi con gái tụi em làm nhanh lắm. Anh cảm ơn Cúc nha. Đẹp quá. Hả? À, ý anh là đường kim chỉ em may đẹp quá. Nhỏ mà. Đây là chiến lược anh làm bằng bom á. Cảm ơn anh Tâm. Anh chạy tóc kem nha. Dạ. Mà anh Tâm ơi, mai này giải phóng á, thì điều đầu tiên anh làm đó là cái gì? Mai này giải phóng á, điều đầu tiên anh sẽ tìm em. Còn điều thứ hai á, anh muốn em cùng anh đi tìm đồng đội của mình. Họ đã hy sinh nhiều lắm rồi. Vậy mai này giải phóng, em sẽ đi cùng với anh. Thiệt hả? Em sẽ cùng với hết đất nước này luôn. Anh cảm ơn em. Còn em, khi đất nước giải phóng, em sẽ làm gì? Mấy chị trong tiểu đội cũng thường hay hỏi em là mai này giải phóng, em ước em làm gì, muốn làm cái gì. Nhưng mà lúc đó em không có ước mơ. Nhưng mà
Bây giờ thì có rồi. Anh còn điều ước thứ ba nữa. Điều ước thứ ba của anh là gì? Điều đó là nếu như em đồng ý á thì mình cưới nhau nha. Dạ. Ê áo vá vai vợ ai không biết, chứ áo vá quàng á chắc chắn là vợ anh, đúng không tụi bay? Đúng. Anh xin thề sau khi giải phóng anh sẽ về anh tìm em. Giỡn kỳ quá à. Cúc, Cúc, em đi cẩn thận nha. Sướng nha, sướng nha. Đưa đây coi. Ê, giá đẹp ha. Cái lộ có chút xíu à ha. Ước gì tụi mình cũng được như vậy. Mấy anh ơi, quan khoai với tụi em nè. Khoai em mới nấu, ngon lắm đó nha. Anh khoai kìa. Mấy đứa ơi, phục vụ khách. Dạ. Anh ơi. Hôm qua tôi nghe có hai ba cô hát á, hát hay lắm luôn á. Không mấy mấy cô á hát lại cho tụi tôi nghe một bài được không? Bên đây á chị em tụi tôi á có Bi Cúc hát hay lắm đó nghe. Đúng rồi. Cúc hát đi. Hát đi chị Cúc. Cúc hát đi Cúc. Vậy em hò một câu của quê mình nha. Dạ. Hà Tĩnh quê mình. Ai biết nước sông Lam răng lá trong lá đục, thì biết sống cuộc đời răng lá nhục là thuyền em lên thác xuống gành, nước non là nghĩa là tình ai ơi. Wow. Hay quá hả? Máy bay đi chứ. Máy bay đồng chí. Máy bay tới rồi. Máy bay tới rồi. Học phải. Học phải học chị em. Chạy đi mọi người ơi. Thank you.
chị Tân. Quyên đi nhỏ. Trang ơi. Sơn ơi. À. Mọi người ơi. Cái lòng chi ơi. Mọi người đâu hết rồi. Tân ơi. Cút đi. Em ở đâu? Thấy chúng cùng tôi không? Có ai thấy cùng tôi không? Có thấy cùng em không? Bỏ là 10 răng được. Bọn anh đã bơi tìm về cút. Nước sâu bao nhiêu bọn anh cần. Chỉ sợ em đau nên nhớ cút trùng. Cút ơi, em ở đâu? Cút ơi, em ở đâu? Cút ơi! Là lý do vì sao mà ông gọi họ là những người anh hùng. Con nên nhớ, chúng ta được sinh ra trên một đất nước có rất nhiều vị anh hùng. Họ đã hy sinh xương máu để bảo vệ cho chúng ta một nền độc lập. Bởi vậy, các thế hệ con cháu cần phải luôn học tập và ghi nhớ. Con hiểu không? Hiểu rồi, con cảm ơn ông.